bam bam bam. Tuấn sẽ nói về cái may mắn gần đây nhất mà Tuấn vừa có cơ hội để được sau cái bài hát đấy thì Tuấn mới có cơ hội để đến với tất cả mọi người, để có cơ hội để được đi hát nhiều hơn, được xuất hiện nhiều hơn, thì đó chính là nhờ một bài hát mà vừa rồi mọi người biết, đó là một sáng tác của anh Châu Đăng Khoa, bài Yes I Do. Thì Tuấn nghĩ đây là không phải chỉ riêng một người nghệ sĩ như Tuấn mà tất cả những người nghệ sĩ, như người ca sĩ đi, thì ai cũng sẽ cần những bài hát mà tạo dấu ấn cho riêng họ. Gần đây thì Tuấn nghĩ là có một cái điều mà Tuấn cần phải ngay lập tức nhận ra, đó chính là sau khi mà mình lên mình tương tác thì mình thấy được niềm vui của mọi người rất là lớn. Mình và Tuấn cảm nhận được cái niềm vui đấy, và Tuấn ngay lập tức thì có một cái suy nghĩ ngược lại, đó chính là những người yêu quý mình trước giờ họ bị thiệt thòi quá nhiều, bởi vì Tuấn không có hay lên để mà nói chuyện với họ, không có chia sẻ với họ những cái cảm xúc của mình, những cảm giác của mình. Và đôi khi là chỉ cần một cái điều gì đó rất nhỏ từ mình mà họ cũng sẽ cảm thấy vui rồi. Nên là Tuấn nghĩ là cái việc duy nhất mà Tuấn muốn lên tương tác nhiều hơn bây giờ, đó chính là nó mang lại những niềm vui cho tất cả mọi người, thế thôi. Nghe từ khủng hoảng nghe có vẻ cũng sợ. Thế ra nghe từ đấy có vẻ nghe đáng sợ đấy. Thực ra thì Tuấn cũng đã từng có một khoảng thời gian như thế, có khoảng thời gian mà tự thu mình lại và sống ở trong một cái cuộc sống mà nó cũng khá là giống kiểu khủng hoảng, những cái áp lực rồi mọi thứ nó đến với mình. Và Tuấn đã chọn cách là hay là để mọi thứ nó qua đi, và đến bây giờ thì khi mà mọi thứ đang dần qua đi rồi thì mọi thứ lại cũng đang dần trở lại, mọi thứ tốt đẹp đang dần trở lại. Và Tuấn nghĩ là cái khoảng thời gian khủng hoảng hay là như thế nào đi nữa thì nó cũng đã qua rồi, và tất cả những cái đấy thì Tuấn vẫn để lại đằng sau và tiếp tục đi ở trên con đường tiếp theo. Tuấn nghĩ là trước tiên là phải về một cái điều đầu tiên mà Tuấn nghĩ đến, đó chính là niềm vui của bố mẹ, niềm vui của gia đình và niềm vui của tất cả những ai đang yêu quý Tuấn. Vì Tuấn không thể nào mà cứ mãi ích kỷ và cứ thu mình ở trong cuộc sống của mình, với những cái suy nghĩ của mình, với những cảm xúc của riêng mình được. Và Tuấn nghĩ là còn quá nhiều người đang chờ đợi mình, đang dành gọi là dành niềm tin, dành sự yêu thương cho mình quá lớn. Nên là Tuấn nghĩ là đến thời điểm này thì không thể nào mà cứ thế được, cứ như thời gian vừa rồi được. Đấy là những cái động lực chính để mà Tuấn vượt qua được. Và đấy, gia đình, tình cảm của mọi người. Đúng là thời gian ở đây thì như mọi người đều biết thì đúng là sẽ có rất nhiều những người nghệ sĩ tài năng sẽ mang lại được những cái sản phẩm tài năng, những cái điều tốt đến với tất cả quý vị khán giả. Và bản thân Tuấn khi mà thấy được mọi người đang có được những cái thành công như thế thì bản thân Tuấn sẽ cảm thấy vui cho tất cả nền nghệ thuật của Việt Nam mình, thì Tuấn nghĩ là như thế. Còn bản thân Tuấn không có bị cái điều đấy nó làm áp lực quá, bởi vì Tuấn trước giờ Tuấn vẫn luôn quan điểm một điều giống như bố Tuấn từng nói, đó chính là mình là ca sĩ nên việc mình cần cứ việc hát hay, cứ phải hát hay đã thì mới xứng đáng với cả cái việc làm ca sĩ. Thì Tuấn nghĩ là Tuấn cứ theo con đường đấy từ trước đến giờ thôi, Tuấn cứ làm tốt những cái việc mà mình cần phải làm, chứ còn cũng không có quá quan tâm nhiều mọi thứ xung quanh. Này mùa đông ơi xin hãy làm tiếng rơi để trắng lối em anh vui. Này mùa đông ơi xin hãy làm tiếng rơi để anh biết em cần anh. Trước giờ đúng là vẫn có một cái bóng quá lớn, đó chính là nơi tình yêu bắt đầu. Thực ra thì nếu mà nói mà mình không muốn vượt qua cái bóng đấy thì cũng không đúng. Tuấn đấy, như Tuấn đã vừa nói thì Tuấn vẫn muốn khẳng định mình ở nhiều điều hơn, chứ không phải là chỉ ở mỗi nơi tình yêu bắt đầu. Và nhưng mà rõ ràng thì đấy vẫn là gọi đi gọi lại thì đó vẫn là một cái thời hoàng kim mà Tuấn vẫn chưa còn. Hiện tại bây giờ thì mọi người chắc là Tuấn thế nào cũng được, chỉ là mọi chuyện bây giờ đang dần trở lại và tình cảm mọi người cũng đang dần tốt lên, mọi thứ đang dần tốt lên, mà Tuấn chỉ đón nhận cái điều đấy vào thời điểm hiện tại. Còn những cái gì mà hoàng kim đã qua rồi, và qua cả thời mà đã mất hoàng kim rồi mà bây giờ quay trở lại và mọi thứ vẫn đang tốt, nên Tuấn nghĩ là thời hoàng kim nếu mọi người cứ giữ nó là một cái ký ức, của mọi người hãy đón nhận Tuấn của thời điểm bây giờ. Riêng ở trong âm nhạc, những cái mà nghệ thuật Tuấn làm thì Tuấn luôn muốn gửi đến mọi người nhiều cái, chứ không phải là chỉ bó buộc mình ở trong một hình ảnh là pop ballad hoặc là một cái dòng nhạc nào đấy cụ thể. Thì Tuấn nghĩ là nếu mà mình có thể làm tốt được những cái dòng nhạc khác, hoặc có thể có cơ hội để được trải nghiệm những dòng nhạc khác, thì Tuấn sẽ thử và Tuấn sẽ gửi đến mọi người những cái điều đấy, chứ sẽ không bó buộc mình ở trong một hình ảnh nào đó nhất định. Tuấn đã cũng có một cái khoảng thời gian ở trong cuộc sống của mình có thể rơi vào hai từ gọi là khủng hoảng, áp lực. Thì trong cái khoảng thời gian đấy thì đã có đôi lúc mà Tuấn nghĩ là hay là mình lùi lại, mình mệt quá rồi. Có lúc mà mình cảm thấy như thế, nhưng mà rồi thì Tuấn nghĩ là ai những cái áp lực là những cái điều đương nhiên mà trong cuộc sống sẽ phải có thôi. Quan trọng là chúng ta sẽ phải đứng đầu với nó. Và Tuấn không biết là những người nghệ sĩ khác họ sẽ gặp phải những vấn đề gì mà họ khiến áp lực mà họ muốn buông bỏ cái việc mà mình đang làm, cái nghệ thuật mà mình đang làm. Nhưng mà bản thân Tuấn thì Tuấn vẫn nghĩ một điều là trước giờ thì có lúc mình mệt, nhưng mà vẫn nhẩm trong đầu là thôi, đừng có nghĩ đến cái chuyện buông bỏ gì cả, vì điều đấy cũng không hay lắm. Vì Tuấn là, như Tuấn nói, Tuấn là một người rất là may mắn vì Tuấn được có hai cơ hội để được quay trở lại với khán giả, nên Tuấn nghĩ là Tuấn sẽ trân trọng điều đấy. Và Tuấn chỉ muốn nói với cả những ai mà đang áp lực và cảm thấy là muốn rời xa hoặc là buông bỏ cái việc mình đang làm thì đừng thế. Chúng ta đã được may mắn là Tuấn cũng đã từng như thế, nên là hy vọng là mọi người cũng sẽ cố gắng vượt qua được áp lực và tiếp tục gửi đến quý vị khán giả những ai yêu thích mình, những cái sản phẩm âm nhạc của mình, thì mọi người sẽ vẫn chờ đón mình, sẽ vẫn luôn luôn như thế.
Tuấn nghĩ là chẳng ai muốn mình lại có mấy cái chuyện lùng xùm về tình cảm cả. Nói rằng Tuấn thì Tuấn chỉ có quan điểm một điều là tình cảm thì hãy cứ để nó là cái chuyện cá nhân của từng người. Mọi người sẽ, ví dụ chuyện tình cảm của Tuấn thì không thể nào mà bắt mọi người có thể suy nghĩ được. Mọi người đừng nghĩ về chuyện tình cảm của mình nữa, mọi người đừng quan tâm nữa, thì cái đấy là quá khó. Và cũng quá khó để mà có thể, trong chuyện tình cảm thì quá khó để mà có thể kín tiếng được. Chắc chắn là sẽ khó để mà kín tiếng được. Tình cảm của Tuấn thì cứ có tình cảm là sâu ra thôi. Có lẽ Hiền sẽ là một người bạn mà cho đến thời điểm này thì là một người mà có thể mang lại cho Tuấn cảm giác thoải mái nhất để mà Tuấn có thể chia sẻ được những cái gì mà Tuấn chưa có thể nói được với ai. Thì đấy là một cảm giác đặc biệt của Tuấn và Hiền, thế thôi. Là những người bạn mà có thể chia sẻ được với nhau những điều như thế. Bây giờ có bất cứ một cái đồn thổi gì dèm pha hay là bất cứ một cái gì ở ngoài thì thực ra Tuấn cũng không quan tâm lắm, chỉ quan tâm là hai người trong câu chuyện là như thế nào thôi. Có những chuyện nào nó quá đáng ấy, khi mà có những người nói hoặc có những chuyện quá đáng xảy ra thì đến lúc đấy chúng ta mới sẽ xem xét được vấn đề đấy, chứ còn khó để mà nói được về cảm xúc của mọi người đó. Mọi người sẽ có thể nhìn thấy người này có người quý, nhưng mà có thể người khác thì người ta sẽ không quý, đấy là chuyện bình thường. Nên Tuấn nghĩ là không sao đâu, quan trọng là tình cảm của hai người thôi. Chắc chắn là Tuấn sẽ đứng ra và bảo vệ tất cả những ai mà Tuấn yêu thương. Tuấn không giỏi nói mấy cái đấy lắm, bởi vì cũng không có vốn từ để mà nói, sách vở thì cũng không đọc. Nói chung là Tuấn thì đấy, như Tuấn nói thì Tuấn khá là thực tế trong chuyện tình cảm. Chúng ta cảm nhận như thế nào về nhau chắc là sẽ có đèn vàng, kiểu ấm áp ấm cúng. Tuấn thì luôn hướng đến một gia đình không cần phải một gia đình ấm cúng ấm áp là được. Nhưng mà thời gian, đúng là thời gian mà rồi có những lúc mà đã nghĩ đến chuyện đấy mà chưa phải thời điểm để làm chuyện đấy, chưa phải thời điểm đến lúc đấy, nên là chưa đến lúc lập gia đình, nên là không nghĩ nhiều. Nhưng mà đã từng có nghĩ qua rồi, đã từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ rồi.